đây là cái chuối quay này mọi người. Họ làm quay giống quay gà quay vịt cho nó chín cho nó đều ha, đều đẹp phải không. Định bán chuối hả? Bán đâu mà bán, đi ăn thì thấy vậy hay quay giới thiệu thôi mà. Cái này là ngay là hẻm 29 đường, cái kia là cái đường D2 cũ á mọi người, nhỏ, giờ đổi thành đường Nguyễn Gia Trí, phường 25 quận Bình Thạnh. Đó, nướng chín như vậy thì anh bỏ ra nóng hổi luôn ha. Ai muốn giảm cân đi làm cái này làm không? Nóng anh hả? Nóng phải không? Chứ ăn mà ăn cái này mà sao giảm cân được? Ăn liền hay là chút này em mới ăn. Chút ăn giới thiệu luôn á. Ba qua lăng lúc có thừa. Còn nhỏ mà nữa. Anh đi kiếm hết Sài Gòn này mà chỗ nào mà bán chuối mà được như vậy mà giá như vậy á. Em cổng anh đi một vòng. Cái này mình mở bán lâu chưa anh? Được 2 năm. 2 năm nữa. Rồi mình nghĩ ra cái mà quay này cho nó chín cho nó đều rồi anh ạ. Tại vì hồi đó làm có một mình thôi. Thì bây giờ mình suy nghĩ ra cái cách nào đó. Mình thấy mà nó hỗ trợ mình đấy, mình mới nghĩ ra cái máy. Dạ. Thế mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ anh? Bán từ 1 giờ tới 9 giờ. 1 giờ đến 9 giờ tối hả? À. Như như mấy cái phần đó là nó chín rồi đúng anh? Mấy tay đó là đi kiếm chỗ bán chuối rồi hộp này là đã hiếm không thấy luôn. Hộp giấy đẹp đúng không? có một chỗ kia nó mới ra nó bán, vì nó bán chuối nếp nướng nhưng mà. Dạ. Nhưng mà cái hộp giấy của nó thì không có bằng hộp giấy này. Cái này mình đặt hả anh hả? Đây có chuối và có khoai lang luôn mọi người. Giấy này nó sản xuất sẵn mà. Dạ. Nhưng mà vấn đề là mắc tiền hay sao anh? Người ta có muốn xài hay không thôi. À. Tại vì mấy những chỗ khác người ta bán cũng 2 cái chuối này, còn người ta bán 15 ngàn bỏ bịch ni lông. Đỡ, tức là tiết kiệm chi phí đúng không? Đây mua cái hộp thì mắc tiền thêm. Chuối quay. Cái hộp nhỏ hay lớn quá rồi. Cái nhỏ hay lớn quá rồi. Đợi anh cái gì Bích ơi. Mới kẹt xe từng rồi anh làm sao mở kẹt xe nữa. Kẹt. Có tiền em đi cái.
khách nó bu đến ăn hay sao kẹt xe anh? Mấy anh ráp với mình công việc bao giờ? Dạ. Hai hầm rồi làm bao giờ? Tuần lễ lần mới rồi. Vậy vô giảng tuần này. Anh nói à, tuần trước khách tới đông quá trời luôn, giao hàng quá trời luôn. Tuần trước là bao dây cái đường này luôn á. Dạ. Cái này bán ngay đi trường đại học quá trời hợp lý luôn anh ha. Anh ơi, thật sự sinh viên không có ăn nhiều. Ai vậy hả? Anh cái này mua bán online là chủ yếu anh ha. Gần đây thôi chứ còn hồi trước thì phải không? Dạ. Sau lễ mới bán lại. Bây giờ do rác phải nhiều. Phải nhiều. Là anh ở nhà anh đặt nó sẽ rẻ hơn là anh phải dọn. Đi ra mua hả? À. Nhưng mà phải tốn cái phí giao hàng. Vừa đứa bạn nó ra đây nó ngồi nó bấm đó. Đúng hợp phí lớn không? Dạ. 80.000 mà trừ còn có 75.000. Giảm có 75.000. Rồi khách ráp tới giao hàng rất là nhiều á mọi người. Hai cốc vừa lớn, cốc vừa lớn, một mở hàng nhỏ. Một hai nó có vừa. Một chuối khoai cũng vừa. Đây có chuối và có khoai. Có hai món. Cái mở hàng cái riêng lấy cái hộp vừa. Một mở hàng hai hộp chuối lớn. Anh nói hồi xưa là chuối này có đập nhưng mà bây giờ là không có đập nữa. Đặt là cái clip của mình cũng bút đi á. Tức là càng ngày mình phải càng update lên à. Làm cho nó gọn lại nhưng mà nó chín. Còn ngày xưa là nó mình đập là sao? Tại vì cái... Mà hồi xưa nó không chín hay sao mà đập anh? Hồi xưa tức là mình cái truyền thống của nó là chuối đập. Chuối đập. Người ta đập. Dạ. Yeah. Còn sau này mình nướng lại thì coi như mình phải đập lại cho thôi, cho nó chín ở giữa. Dạ. Yeah. Cho nó gọn cái chỗ mình lại thôi. Dạ. Quan trọng là chuối nó chín với lại nước cốt dừa ăn ok là được rồi. Dạ. Bây giờ nó cũng mất luôn cái gốc nó rồi. Tại vì cái chuối này người ta ngồi ta chấm ăn chứ không phải là cắt ra. Mà ở đây cũng có chỗ ngồi nên mình phải phải cắt ra ha. Cái này là cầm nguyên trái chấm mới ngon hả anh? Cái này ngồi quay lại cái nha mấy em. Một hộp nhỏ cốt dừa, hai hộp lớn cốt dừa, một dầu hành nhỏ, một chú khoai lớn. Này có quay chưa? Nóng không? À, mấy anh bỏ trên cho nó nóng nữa mọi người. Làm nóng. Anh cái này là có khi anh làm hai bếp luôn hả anh? Bếp này nữa hả? Bếp. Cái nhà này đem ra đó, dạ. Chống kẹt xe nó mới vừa. Hồi đó xe chú quay ở hướng này, mới vừa quay ngược vô bên cái bếp nó bỏ đó. Dạ. Cái bếp này quay ra không có kịp ha, một bếp là không kịp. Đầu tư hai bếp luôn á mọi người. Bếp này là bếp đời đầu. Bếp đời đầu, bếp này là giờ mở rộng ra. Dạ. Nó bán ngay cái góc hẻm, cái đầu hẻm vậy thôi mọi người. Đó, chuối quay nha. Mọi người nhớ đây là món chuối quay nha. Đây là chuối quay. Anh đây là hẻm 39 đúng không anh? 29. Hẻm 29 hả? Dạ, đây là hẻm 29 hả mọi người? Nói lại cho mọi người nghe rõ. Chuối quay nha mọi người, hẻm 29. Hẻm 29 đường Nguyễn Gia Trí, quận Bình Thạnh. Hồi nãy là mình nói lộn hẻm 39 là mọi người tìm muốn chết luôn á.
hẻm 29. Đôi khi quên. Anh nói sao? Chuối lang thang. Đây là cái món chuối quay hồi nãy mọi người. Hồi nãy mua ở bên chỗ Quảng Bình Thành á. Cái anh chủ anh nói là cái món chuối quay này là rẻ nhất Sài Gòn, không có chỗ nào có hết. Thì đi ăn nhiều, anh nói là chỗ anh là rẻ nhất và cũng có cái chỗ nào mà có cái hộp như vậy hết á. Đây là một hộp chuối quay như vậy là 20.000, có 3 trái và có cái bịch đậu phộng, nếu ai ăn đậu phộng thì rắc vô cho nó có cái độ béo. Đó. Ăn nhiều thì rắc nhiều, ăn ít ít. Cái chuối này thì thực tế là người ta thì nhiều nơi thì họ nướng, nhưng mà ở đây thì họ quay cho nó chín, cho nó đều. Một số thì đập ra, nhưng mà ở đây thì họ không đập mà họ cắt. Anh đó anh cắt ra và ăn cùng nước cốt dừa và đậu phộng. Thực tế thì cái món chuối này thì ở đâu cũng có hết, nhất là ở miền Tây thì rất là nhiều loại chuối, rất là nhiều. Và lên Sài Gòn thì giá nó có cao hơn chút xíu, tại vì cái chi phí nó vận chuyển á, thì đẩy cái giá chuối nó lên tí, chứ thực tế chuối thì rất là rẻ. Rất là thơm mùi đậu phộng. Chuối thì nó vừa chín tới á, thì khi họ nướng họ quay thì nó không có bị chát lắm, nó không bị chát. Có nhiều chỗ họ nướng chuối nó hơi non á, thì nó bị chát, còn chuối đây thì rất là ngon. Nó hòa quyện cùng cái nước cốt dừa rất là thơm, đậu phộng rất là béo. Cái này ăn chơi rất là hợp lý luôn á mọi người. Chuối vừa mới quay xong rất là nóng luôn. Sài Gòn có một cái bờ canh Nhiêu Lộc thì nghe rất là đẹp, cái hàng cây lộc vừng. Chiều thì mấy cô chú mấy ông bà đi tập thể dục, và bên dưới thì thuyền ghe giống như ở Sài Gòn luôn đó mọi người, giống như ở miền Tây chứ. Đó, cảnh Sài Gòn rất là đẹp, những chiếc xuồng có cái mái che trên để cho đỡ nắng, rất là đẹp luôn. Trời, cái bờ canh Nhiêu Lộc thì ngày bây giờ nó rất là đẹp, nó cải tạo rồi, và đặc biệt là nó có cái hàng cây lộc vừng này mọi người. Cái hàng cây lộc vừng này, nó mùa này là mùa hè, nó chuẩn bị ra hoa rồi đó. Nó rất là đẹp luôn, cái thảm cỏ rất là đẹp luôn. Cái đường Hoàng Sa này cũng đẹp lắm, mát lắm.